Chương 21 Ta không muốn đương bọn rắn độc. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tối cảm thấy vui mừng nhân hẳn là chính là quý tiểu đông, vốn cho là tự mình có thể nói dối đã lừa gạt dương chủ quản, không ngờ nàng quan hoài nghi không nói, hơn nữa còn tới cái hiện trường điệu trưởng ra, thiếu chút nữa giết toàn người trong văn phòng một trở tay không kịp. Còn lưu tổ trưởng theo như lời nàng rất nhanh liền hội lộ ra sơ hở, kỳ thực hiện tại đã lộ ra, nguyên lai là muốn lấy lòng chính mình, làm cho mình ở trong phòng làm việc đương của nàng gian tế. Mà nàng lúc trước còn hoài nghi các đồng nghiệp đối với mình lời khuyên, nghĩ tới đây quý tiểu đông liền cảm thấy ấy nấy không ngớt. Bất quá, hậu tri hậu giác tổng so với bất giác hảo, đã làm rõ sai trái quý tiểu đông đã chuẩn bị cho tốt muốn cùng dương chủ quản đấu trí so dũng khí đến hảo hảo bảo vệ mình cùng lưu tổ trưởng các nàng. Một ngày buổi tối, vừa ở bên ngoài ăn quá cơm chiều quý tiểu đông chính đi ở hồi nơi ở trên đường đột nhiên di động của nàng vang lên nguyên lai like là ca ca của nàng quý tiểu kim đánh tới tiểu muội ăn cơm chưa a à? vừa nghe đến ca ca của mình thanh âm quý tiểu đông liền cảm thấy đặc biệt thân thiết tâm tình của nàng lập tức thì tốt rồi mấy phần thế là giọng nói của nàng nhẹ nhàng đáp lại nói ca ta vừa mới ăn quá đang chuẩn bị đi về đâu ngươi đâu ăn chưa ta cũng ăn rồi. Đúng rồi, công tác của ngươi thế nào? Rất tốt, các đồng nghiệp đô rất dễ thân cận, mặc dù đều là người địa phương nhiều, thế nhưng với ta này người nơi khác rất chiếu cố, ta hiện tại đã trên cơ bản thích ứng nơi này. Vậy thì tốt, có thể thích ứng là được. Đúng rồi, mẹ có lời muốn nói với ngươi, ngươi chờ một chút. Nga, Hảo. Điện thoại đầu kia dừng lại hai giây đồng hồ, sau đó truyền đến một vị trung lão niên phụ nữ hơi trầm thấp tiếng nói quy tiểu đông a là ta mẹ ngươi gần đây được không ta rất tốt bây giờ các ngươi đều dài hơn lớn ta không có gì gánh nặng hiện tại mỗi ngày đều là ăn no liền đến sát vách cùng ngươi nhị thẩm cùng tứ gia nói chuyện phiếm đi đúng rồi nghe nói ngươi tìm được làm việc thế nào cũng được đi ta đi làm gần một tháng công ty rất lớn so với ta trước đây làm việc quá bất luận cái gì một nhà đơn vị cũng phải lớn hơn hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cũng không lỗi chính yếu chính là các đồng nghiệp rất tốt với ta rất chiếu cố ngươi đã nói ta luôn luôn vô tâm cơ thôi người nơi này cơ hồ mỗi người cũng không tâm cơ đại gia chỉ cần đem trong phận sự của mình làm việc làm tốt là được không cần dẫm người khác mới có thể đi lên bò vậy thì tốt kỳ thực ngươi nguyên lai like ở dặm làm việc quá cái kia đơn vị không phải cũng là rất tốt sao Cùng ngươi ở trong trường học học chuyên nghiệp lại rất đúng miệng, ngươi thế nào liền từ chức đâu? Quý Tiểu Đông đương nhiên không dám nói với mẫu thân ra mình từ chức nguyên nhân thực sự, nàng đành phải lại biên mượn cớ nói. Nguyên lai đơn vị quan liêu khí quá nặng, ta chịu không nổi, lại nói ta vẫn luôn nghĩ đi ra bên ngoài tranh một chuyến, chúng ta dặm quá nhỏ, cho nên ta đương nhiên phải tìm cái thành phố lớn đến rèn luyện rèn luyện. Ngươi còn rèn luyện cái gì? Nghĩ đến ngươi còn nhỏ nha hai mươi mấy tuổi người còn muốn đến một tân hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu dốc sức làm, hơn nữa một người thân cũng không bên người, có người nếm mùi đau khổ. Đúng rồi, ta nghe Tiểu Kim nói trên trấn đồn công an muốn chiêu một nhân viên văn phòng, nếu không ngươi trở về đi. Như vậy rời nhà gần, lại là một phần doanh nghiệp nhà nước cố định làm việc, tổng so với ngươi ở bên ngoài thay người gia làm công cường. Mẹ, nếu như ta thực sự nghĩ ở gần nhà tìm việc làm, ta đã sớm nghe lời ngươi nói năm đó thi đại học sư phạm sau đó đi làm một danh lão sư, nhưng kia thật không phải là lý tưởng của ta, ta thích ra lưu lạc, không muốn ngốc ở một địa phương nhỏ đương bọn rắn độc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 Đứng lại Ngươi này bại hoại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Có bọn rắn độc cho ngươi đương sẽ không sai rồi, rất nhiều người cướp muốn làm còn tưởng là không hơn đâu, hơn nữa ngươi như vậy ra sông là có thể lên làm cường long sao. Nữ hài tử thôi, còn là quá ổn định điểm nhi cuộc sống tương đối khá. Mẹ, ở trong chuyện này mặt chúng ta cho tới bây giờ cũng không có thuyết phục quá ai, cho nên còn là không nói cái này đi. Đúng rồi, tỷ của ta có hay không gọi điện thoại tới về nhà. Nàng thường xuyên về nhà xem ngươi đi. Nàng chính là hưởng bị gã được gần chỗ tốt, thì ở cách vách trấn, mỗi ngày cũng có thể trở về nhìn ta, người nếu như nghĩ nàng liền cho nàng gọi điện thoại bái. Hai mẹ con nàng vừa rảnh rỗi hàng huyên mấy phút, đơn giản đều là một ít chuyện nhà vụn vặt sự, thẳng đến quý mẹ chủ động cúp điện thoại mới kết thúc lần này nói chuyện. Quý tiểu đông đến từ một dựa vào hải trấn nhỏ, đang mở phóng sơ kỳ ở đây tương đương phùng vinh, đi lại thương thuyền vô số. Sau đó theo đường cái, đường sắt ngày càng lớn mạnh, trấn nhỏ đường thủy dần dần đã không có ưu thế. Chậm rãi, nó xa suốt. Cuối cùng, nó biến thành một xa xôi thành thị bất phát đạt trấn nhỏ, không hơn. Quý tiểu đông liền sinh ra ở trên trấn nhỏ một giáo viên trong gia đình, phụ thân là tiểu học lão sư, bởi vì bất hạnh mắc ung thư cho nên có lẽ là thời gian liền qua đời. Quý Tiểu Đông còn có một tỷ tỷ cùng một ca ca, bọn họ đều là địa phương giáo viên trung học. Quý tiểu đông mẫu thân thì là một vị toàn chức bà nội trợ, có đôi khi cũng loại điểm rau dưa dưa và trái cây gì gì đó, coi như là tự cấp tự túc, có nàng sự nghiệp của mình. Từ nhỏ, quý tiểu đông liền bị hống dụ sau khi lớn lên cũng muốn làm lão sư, như vậy người một nhà cũng có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thế nhưng nàng lại một lòng nghĩ đến thế giới bên ngoài lưu lạc một phen, bởi vậy tốt nghiệp đại học hậu nàng đầu tiên là ở dặm làm việc mấy năm, sau đó còn là nhịn không được thành phố lớn hấp dẫn, hơn nữa đối với nguyên đơn vị lãnh đạo bất mãn, nàng dứt khoát từ chức lẻ loi một mình tới nơi này cái thành thị. May mắn chính là, nàng ở cái thành phố này không có phỏng vấn mấy nhà công ty liền nhận lời mời thượng, hơn nữa còn là gia đại công ty. Theo đối cái thành phố này dần dần quen thuộc, Quý Tiểu Đông hiểu biết đến nguyên Lai Thái tử tập đoàn thật đúng là nổi tiếng danh xí đâu, hơn nữa ở đây đồng sự quan hệ rất đơn thuần luôn luôn không thích tranh đấu gây gắt nàng quyết định ở đây hảo hảo làm đi xuống nàng tin cuối cùng nàng nhất định sẽ yêu này xa lạ thành thị cũng sẽ yêu nhà này công ty quý tiểu đông đem di động thả lại chính mình tùy thân mang theo tiểu tay nải lý còn chưa kịp kéo lên khóa kéo đột nhiên nghe thấy phía trước đường cái thượng truyền tới một nữ tử mang theo khóc nức nở tiếng kêu cứu ăn cướp a à, có người đoạt tiền lạp quý tiểu đông ngẩng đầu nhìn lên ở trước mặt mình không đến 100 mét địa phương có một tóc tai bù xù nữ nhân ở cuồn cuộn, phía sau còn có một chiếc cao vóc dáng nam nhân tại chăm chú theo, xem ra hẳn là giặc cướp không thể nghi ngờ. Lúc này kia đạo giọng nữ lại tê tâm liệt phế vang lên. Đó là cho ta đứa nhỏ xem bệnh tiền, ngươi không thể cướp đi a. À? Quý Tiểu Đông vốn có cũng đã chợt khẩn trương tâm lập tức lại trừ đau, nguyên lai giặc cướp cướp tiền là một vị mẫu thân chuẩn bị cấp đứa nhỏ xem bệnh vạn nhất thực sự bị đoạt đi rồi lấy không trở lại, đứa nhỏ liền có thể hội bởi vì không có được đúng lúc cứu chữa mà bệnh nặng thậm chí là chết non. Nghĩ tới đây, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này quý tiểu đông đã không kịp sợ. Đẳng vị kia tóc dài nữ tử theo bên cạnh mình chạy như bay mà qua sau, nàng dũng cảm đứng ở lối đi bộ trung gian tịnh mở hai cánh tay ngăn cản giặc cướp đường đi, trong miệng còn lớn hơn thanh cảnh cáo nói. Đứng lại. Ngươi này bại hoại bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Ngươi nhầm rồi, ta không phải giặc cướp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giặc cướp hiển nhiên không nghĩ đến sẽ có người đột nhiên đứng ra ngăn chính mình, chạy băng băng trung hắn không kịp dừng bước lại, cứ như vậy thoáng cái đụng phải đi lên. Hắn thân hình cao lớn cộng thêm mảnh liệt đụng có thể dùng quý tiểu đông cũng đứng không vững, lại bị thẳng tắp đụng ngã lăn mắt nhìn mình sẽ bị đụng té trên mặt đất hơn nữa giặc cướp tự thân thể trọng quý tiểu đông có thể tưởng tượng được mình ở ngã xuống đất hậu sắp muốn thừa nhận nhiều đại trọng lượng có lẽ của nàng pp khuỷu tay thậm chí cái ốc đô hội cùng cứng trắng mặt sàn xi măng tới một thân mật tiếp xúc thế nhưng chỉ cần có thể thành công ngăn lại giặc cướp tịnh bảo trụ những thứ ấy bị cướp tiền nàng thụ điểm nhi thương lại được xem là cái gì đâu quý tiểu đông ở ngã xuống thời gian chăm chú nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên tiếp kia sắp đến đau đớn thế nhưng ngay thân thể của nàng tiền bán dây đồng hồ, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy đến một trận ngắn mê muội cảm, hình như có người ôm nàng trên không trung xoay tròn như nhau, ngay sau đó nàng liền hung hăng té lăn trên đất. Trên mặt đất. Không đúng. Này, sàn nhạc mặc dù có điểm nghi ngạnh, nhưng là mình lại không cảm thấy có bao nhiêu đau. Hơn nửa tay nàng hình như còn mò lấy mổ cá nhân y phục. Này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người ở khẩn yếu quan đầu đem y phục ném xuống đất cho nàng giảm sóc một chút? Quý tiểu đông lập tức mở hai mắt ra, phát hiện mình trước mặt có một trương bị phóng đại nam nhân khuôn mặt tuấn tú, mà nàng thì chính nằm bò ở nam nhân kia trên người, này chỉ sợ sẽ là vì sao nàng không cảm thấy đau nguyên nhân đi. Nhưng làm cho nàng trăm mối ngờ không giải được chính là, nàng rõ ràng là bị giặc cướp về phía sau đụng ngã lăng nha, kết quả thế nào lại là giặc cướp trái lại cho nàng lót đâu? chẳng lẽ là lão thiên hiển linh? Quý tiểu đông bỗng nhiên lắc đầu, đem trong đầu nhất thời khó giải mạch suy nghĩ hết thảy bỏ rơi, ngay sau đó nàng lập tức cắt gao ấn ở giặc cướp hai tay mệnh lệnh nói. Không được nhúc nhích. Giặc cướp lại không cố uy hiếp của nàng bỗng nhiên hai tay một dãy, dễ dàng liền dãy sự kiềm chế của nàng. Kỳ thực lại nói tiếp cũng không kỳ quái, chiều cao chỉ có 158cm, Thể trọng chỉ có 43 kg, Quý Tiểu Đông có thể nói là sức trói gà không chặt, sở dĩ dám hăng hái đứng ra hoàn toàn là thay vị kia sinh bệnh tiểu bằng hữu suy nghĩ, mặc dù nàng như vậy làm có thể nói là có chút không biết lượng sức, thế nhưng ít nhất có thể tạm thời kéo lại giặc cướp, lúc này chỉ cần có người qua đây giúp, kia bắt được giặc cướp còn không phải là chuyện dễ dàng. Vị kia giặc cướp đột nhiên mở miệng nói chuyện đạo. "Ngươi nhầm rồi, ta không phải giặc cướp." Quý tiểu đông trong lòng một não, hừ. Thời đại này cướp đoạt có ai hội thừa nhận mình là giặc cướp sao? Loại này xiết còn là giữ lại lừa ba tuổi tiểu hài nhi đi. Nàng đang muốn một lần nữa nhào tới, đối phương lại cướp trước một bước ngồi dậy, đem nàng cũng đỡ sau khi đứng lên lại nhẹ nhàng đẩy nàng ở một bên tọa hạ, sau đó liền lập tức đứng dậy nghĩ muốn tiếp tục chạy trốn. Quý tiểu đông lập tức nóng nảy, chính mình thật vất vả mới ngăn lại giặc cướp, hiện tại mắt thấy liền muốn cho hắn trốn thoát, đây không phải là bạch bận việc một hồi sao. Không kịp suy nghĩ nhiều, quý tiểu đông lại thật nhanh quỳ ngồi dậy, tay phải chụp tới đã bắt ở giặc cướp ống quần tịnh thành công nhượng hắn dừng bước. Đang quý tiểu đông cảm khái chính mình thân thủ coi như mẫn tiệp thời gian, giặc cướp quần thượng trượt trượt mặt liệu có thể dùng tay nàng càng lúc càng tùng. Cuối cùng ở phát ra nhẹ hư một tiếng hậu cứ như vậy ly khai tay nàng. Nàng đang muốn đứng dậy tiếp tục truy đi xuống, lúc này có một người trung niên phụ nữ chạy tới nâng dậy nàng tịnh khẩn trương hỏi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Làm sao ngươi biết? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta không sao, ngươi mau giúp ta truy cái kia bại hoại, hắn vừa mới chạy không có rất xa. Không phải, ngươi nhầm rồi, ngươi vừa ngăn người kia là người tốt, hắn là giúp ta truy bại hoại. Quý tiểu đông A kinh hô một tiếng, nàng sốt ruột vạn phần hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta chính là cái kia bị cướp nhân nha, chạy ở phía trước nhất cái kia tóc dài nam nhân mới là bại hoại, phía sau cái kia mặc âu phục, cũng chính là bị ngươi cản lại người kia là tới giúp. Ta, này, ta, quý tiểu đông ấp A ấp úng nửa ngày nói đúng là bất ra một câu đầy đủ đến, chính mình vốn là muốn làm một gặp chuyện bất bình một tiếng trống anh hùng, kết quả lại thành một giúp thêm phiền đứa ngốc, này tương phản to lớn có thể dùng nàng vốn có tăng vọt cảm xúc thoáng cái ngã rơi xuống đáy cốc. Mặc kệ nói như thế nào, ta hay là muốn cảm ơn hảo tâm của ngươi giúp. Đúng rồi, ngươi mang di động sao? Cũng không thể được cho ta mượn báo cái cảnh. Đương nhiên có thể. Quý tiểu đông nâng tay lên tính toán theo trong túi lấy điện thoại di động ra, Đột nhiên phát hiện mình bên phải khuỷu tay hình như bị thương, có lẽ là ở ngã xuống đất thời gian té bị thương đi, ở đảo hít một hơi khí lạnh sau nàng cố nén đau đớn theo trong túi tìm được di động tịnh đưa cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nói năng lộn xộn báo cảnh, đương bị hỏi án phát hiện tràn vị trí cụ thể lúc, nàng đột nhiên nghẹn lời khởi đến. Nơi này là, là cái gì lộ đâu? Ta không biết nơi này là đường gì, dù sao chính là ở bệnh viện nhân dân phía sau con đường kia thượng quý tiểu đông biết đối phương khả năng cũng không quen tất ở đây thế là nàng vội vã ra hiệu phụ nữ trung niên đem di động cho nàng chờ nàng lấy tới hậu nối cảnh nhân viên công tác nói nhĩ hảo nơi này là nhân dân tây lộ cùng ánh sáng mặt trời lộ giao lộ giặc cướp đã hướng ánh sáng mặt trời lộ phương hướng chạy trốn cám ơn ngươi xin hỏi hiện trường có người bị thương hay không không có cốt lắm mời các ngươi ở tại chỗ hơi chờ một lát chúng ta lập tức phái người quá khứ Quý Tiểu Đông ở báo cảnh sát đồng thời nhìn thấy mấy người đi đường cũng theo truy giặc cướp đi, hơn nữa nàng hiện tại khuỷu tay bị thương, nếu như còn truy đi xuống lời sợ rằng đã không có cái gì đại tác dụng, không như ở lại tại chỗ đẳng cảnh sát qua đây đỡ hơn một chút. Phụ nữ trung niên đỡ nàng ở ven đường xanh hóa mang xi măng trên đài ngồi xuống, sau đó lại một lần nữa hỏi nàng đạo. Ngươi xác định chính mình thật không có bị thương sao? Vừa ta nhìn thấy ngươi thật giống như ngã sấp xuống quý tiểu đông biết khuỷu tay của mình xử bị thương không nghiêm trọng lắm tối đa chính là có chút sưng đỏ mà thôi vì bất làm cho người ta lo lắng nàng quyết định giấu dến xuống ta thực sự không có việc gì ngã sấp xuống thời gian là cái kia nam ở phía dưới ta ở phía trên cho nên ta nghĩ hắn có thể so với ta đau đi nga vậy thì tốt đúng rồi vừa là chuyện gì xảy ra tiền của ngươi sao có thể bị cướp đâu phụ nữ trung niên nước mắt đột nhiên tràn mi ra, nàng nghẹn ngào trả lời. Nhi tử của ta có bẩm sinh bệnh tim, mấy ngày hôm trước ta dẫn hắn đến bệnh viện nhân dân xem bệnh, vốn có đã cùng thầy thuốc ước hảo ba ngày sau liền mổ, thế nhưng đến hôm nay lúc xế chiều trên người ta mang tiền mặt mau đã xài hết rồi, cho nên ta liền ra đến phía trước xây đi nghỉ trước thủ mấy trăm đồng tiền dùng. Ai biết ta ở lấy tiền thời gian giặt cướp thừa dịp bên cạnh không ai liền ở sau lưng dùng đao đỉnh ta, đem ta lấy ra 500 đồng tiền toàn đoạt đi rồi không nói, còn buộc ta đem trong thẻ chuẩn bị để lại cho nhi tử làm phẫu thuật hai vạn đồng tiền cũng lấy ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 Xin lỗi, ta có chút nhi cận thị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Quý tiểu đông nhìn thấy vị này đáng thương mẫu thân vẻ mặt vệt nước mắt, nàng vội vã theo trong túi lấy ra khăn giấy đưa tới đối phương im lặng nhận lấy hậu tiếp tục nói giặc cướp bắt được tiền hậu liền chạy ta ở phía sau một bên truy một bên gọi người giúp sau đó có một vị tiên sinh chính là ngươi đụng đảo vị kia hắn là lái xe từ nơi này đi ngang qua biết tình huống hậu liền xuống xe giúp truy giặc cướp đi ý của ngươi là nói chạy ở phía trước nhất người kia mới là giặc cướp đúng không nàng không phải nữ sao chẳng lẽ thời đại này nữ cũng dám ra đây cướp đoạt. Hắn là nam, chỉ là trường tóc dài mà thôi. Quý Tiểu Đông cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên tử cơ một chút, nàng vậy mà đem tóc dài nam nhân nhìn thành là nữ nhân, hơn nữa còn là ở như thế khẩn yếu thời khắc. Nếu như không phải là mình giúp đảo bận, chỉ bằng cái kia đến giúp nam nhân tốc độ, lúc đó cách giặc cướp bất quá chừng 10 thước cách, hắn khẳng định có thể đuổi theo. Nghĩ đến đây, quý tiểu đông trong lòng càng thêm không thoải mái khởi đến nàng xấu hổ cúi đầu tình yếu yếu mở miệng giải thích nói xin lỗi ta có chút nhi cận thị không sao cả ta biết ngươi cũng là hảo tâm muốn giúp ta bận nếu như số tiền kia thực sự bị đoạt đi rồi đó cũng là mẹ con chúng ta lưỡng mệnh không tốt đại tỷ không có chuyện gì mặc dù ta giúp đảo bận thế nhưng vừa vị tiên sinh kia còn có sau đó đi ngang qua một số người đô đi hỗ trợ ta tin sẽ đem cái kia giặc cướp bắt được chỉ hy vọng như thế đi lúc này một xe cảnh sát gào thét tới từ trên xe bước xuống hai vị cảnh sát quý tiểu đông cùng phụ nữ trung niên liên vội vàng đứng lên nghênh đón một vị hơi thấp một chút cảnh sát trước mở miệng hỏi mới vừa rồi là các ngươi báo cảnh sát đi phụ nữ trung niên vội vã trả lời đúng vậy là ta báo cảnh bị đoạt tiền nhân cũng là ta hảo ngươi không cần phải gấp gáp chúng ta đã phái người tại triều dương trên đường vây ngăn giặc cướp dự đoán rất nhanh sẽ có tin tức ngươi trước đem tình huống đơn giản nói với chúng ta một chút đi phụ nữ trung niên đem nàng trước nói với quý tiểu đông quá lời lại cùng cảnh sát nói một lần hai vị cảnh sát cẩn thận nghe thỉnh thoảng còn chen vào nói hỏi một hai vấn đề quý tiểu đông cũng biểu lộ con đường của mình nhân thân phân đồng thời còn giúp kỹ lưỡng hơn hoàng nguyên vừa đã phát sinh cảnh tượng đột nhiên vóc dáng thấp cảnh sát bên hông bộ đàm vang lên, hắn tiếp sau khi đứng lên hỏi. Hai hào, hai hào, có tình huống nào? Bắt được một cái, ngươi hỏi một chút báo án nhân là một giặc cướp còn là mấy? Phụ nữ trung niên cũng nghe tới bộ đàm lý lời, nàng kinh hỉ cướp trước trả lời nói. Là một, chỉ có một người cướp tiền của ta. Cảnh sát cũng mỉm cười lặp lại lời của nàng. Chỉ có một giặc cướp, các ngươi thực sự bắt được nha phụ trách trảo bộ cảnh sát ở bộ đàm đầu kia trả lời. Bắt được, chúng ta ở phía trước ngăn, có quần chúng ở phía sau truy, cuối cùng đem hắn cấp đãi, người đem báo án nhân mang về nhận một chút người cũng chuẩn bị làm ghi chép đi. Hảo, vất vả. Quý tiểu đông vui vẻ cũng theo trong lòng giàu dạt tới trên mặt, nàng vừa định cùng phụ nữ trung niên chia sẻ này trong cái rủi còn có cái may, đối phương lại dành trước xoay người lại nắm tay nàng nói. Cám ơn ngươi, tiểu thư, cướp rốt cuộc bắt được. Không cần tạ, kỳ thực ta còn không có ý tứ đâu, là ta không có thấy rõ ràng tình huống, hiện tại bắt được liền hảo. Ngươi trước bận đi, ta cũng đi trở về. Hảo. Đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo ngươi tên gì đâu. Không cần, việc rất nhỏ thôi. Vậy được rồi, thực sự cảm ơn ngươi, chúc ngươi người tốt cả đời bình an. Quý tiểu đông nhẹ nhàng phất phất tay, im lặng nói biệt hậu liền tiếp tục đi ở hồi nơi ở trên đường. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Một hảo tâm người qua đường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sau khi trở lại phòng quý tiểu đông đầu tiên là ném xuống túi sách hậu, sau đó lập tức vén khởi ống tay áo muốn nhìn rõ sở tay mình khuỷu tay xử vết thương, May mắn chỉ là sưng đỏ một khối tịnh phá một điểm biểu bì mà thôi. Nàng theo trên tủ đầu giường trong hộp tìm kiếm ra một mảnh băng keo cá nhân, xé mở hậu gián tại bị thương địa phương. Cuối cùng nàng còn nhẹ nhàng sống động một cái tứ chi, xác định không có cái khác chỗ đau sau mới yên lòng. Quý tiểu Đông từ nhỏ đã nghĩ đương một có thể trừ bạo giúp kẻ yếu nữ hiệp, thế nhưng nàng có một trí mạng nhược điểm, đó chính là sợ đau. Bình thường liên tim nàng cũng sợ muốn chết sinh bệnh thời gian nàng thà rằng ăn tê rần túi dược cũng không chịu đánh thượng một châm bởi vậy nàng không thể đi làm lính hoặc là luyện võ gì gì đó mặc dù như thế nhưng quý tiểu đông còn là vẫn duy trì rất tốt lòng nhiệt tình nàng vẫn luôn ở kế hoạch nếu có một ngày chính mình gặp thượng cướp đoạt hoặc là ăn cắp nàng khẳng định muốn hăng hái đứng ra không nghĩ tới hôm nay nàng liền làm được mặc dù nàng giúp đảo bận thế nhưng tự nhận là nàng tinh thần còn là đáng giá tán thành hơn nữa sự tình lại có một cái vòng tròn mãn kết cục, quý tiểu đông ở tắm qua hậu sớm liền lên giường ngủ. Này hai mươi mấy năm tới nay, nàng hình như rất ít ngủ được như vậy thơm ngọt quá. Sáng ngày hôm sau, quý tiểu đông so với bình thường tỉnh được hơi sớm. Có lẽ là bởi vì tâm tình không tệ, nàng ở rời giường hậu chậm rãi hóa một đẹp trang, sau đó lại đẹp đẹp ăn sáng xong hậu mới đến công ty đi làm. Nàng tượng bình thường như nhau mới đến 10 phút, trực nhật tiểu đặng đã lái đàng hoàng môn tịnh ở trong phòng làm việc chờ các đồng nghiệp đến. Đương nàng nhìn thấy quý tiểu đông vào cửa hậu liền lập tức hỏi. Tiểu quý, ngươi tiểu khu phụ cận đêm qua có người cướp đoạt ngươi biết không? Đô đăng lên báo lạp. Là... Quý tiểu đông sắc mặt đột nhiên cứng ngắc một chút, không ngờ chuyện này lại vẫn đăng lên báo. Nếu để cho các đồng nghiệp biết mình giúp đảo bận, cũng có lẽ sẽ không trách tự trách mình, thế nhưng chỉ sợ cũng phải trở thành người khác sau khi ăn xong trà dư trò cười thế là chột dạ nàng đành phải trang ra giật mình bộ dáng đến nói ta không biết nga thật sự có nhân cướp đoạt sao mau đưa báo chí cho ta xem quý tiểu đông nhận lấy báo chí hậu thật nhanh xem một chút báo cáo trung độ dài cũng không trường mà duy vừa nhắc tới của nàng địa phương chính là câu kia bị cướp mẫu thân ở người qua đường dưới sự trợ giúp báo cảnh ha ha nguyên lai nàng chỉ là một người qua đường mà thôi kể từ đó chỉ sợ cũng không có ai biết của nàng cứu chuyện quý tiểu đông tâm lại từ từ trở xuống chính mình trong bụng đúng rồi báo cáo lý còn nhắc tới nói có mấy nhân cũng đang giúp bận truy bại hoại đâu hơn nữa còn có một người bị chụp tới bóng lưng ta xem hắn thế nào cảm thấy có chút quen thuộc đâu quý tiểu đông chỉ vào trong đó duy nhất kia trương hình ảnh hỏi quen thuộc ngươi nói người này sao ngươi nhận thức a Ta không nhìn tới hắn chính diện, cho nên không biết hắn là ai, thế nhưng ta tổng cảm thấy hình như ở nơi nào thấy qua tựa như, hơn nữa hình như còn không chỉ một lần. Có lẽ người tốt đều dài hơn được không kém bao nhiêu đâu, hay hoặc là hắn đã không phải là lần đầu tiên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ha ha, ai biết được. Quý tiểu đông nhớ mang máng này bóng lưng hẳn là liền là mình ngăn lại nam nhân kia, hắn hôm qua hình như chính là mặt như vậy một bộ màu xám tây trang còn hắn tướng mạo, mặc dù có cùng hắn khoảng cách gần tiếp xúc qua, thế nhưng quý tiểu đông đã hoàn toàn không nhớ rõ. Căn cứ báo cáo lý sở nhắc tới hắn làm chuyện tốt không tiếp thụ phỏng vấn cũng không lưu danh chuyện tích, chắc hẳn hắn cũng là cái tương đối thấp điều nhân. Như vậy hắn cũng giống như mình, chỉ là một hảo tâm người qua đường, này có lẽ cũng đã đủ rồi đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 thế nào, nhượng ta gặp phải ngươi, ở ta cũng không mỹ lệ thời khắc, một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở sau đó trong thời gian, cái khác các đồng nghiệp cũng lục tục đi tới công ty chuẩn bị đi làm, đại gia không khỏi lại nghị luận một phen. Đối với báo chí trung bị chụp đến nam nhân bóng lưng, ở tiểu đặng nêu lên hạ, quả nhiên cũng có mấy vị đồng sự cảm thấy tựa hồ có chút nhìn quen mắt, bất quá đi ngang qua các nàng luôn mãi liên tưởng hậu cuối cùng vẫn còn không có thể nghĩ ra hội là vị nào người quen bóng lưng. Chuyện này rất nhanh liền quá khứ, nó cơ hồ không có ở Quý Tiểu Đông trong trí nhớ lưu lại quá nhiều dấu vết, đó là chỉ thuộc về của nàng bí mật, một quan vinh nhưng lại có chút không có ý tứ để cho người khác biết bí mật. Vài ngày sau một ngày, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi tới, có chút đồng sự ra ngoài ăn cơm. Có chút chính mình dẫn theo tiện lợi cũng ở công ty sau khi ăn cơm xong xuống lầu tản bộ đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại có Quý Tiểu Đông một người. Chút nào không cảm thấy đói nàng chỉ là tùy tiện ăn một điểm đồ ăn vặt coi như là cơm trưa đến đuổi rồi chính mình, dù sao của nàng trong ngăn kéo còn có thật nhiều, buổi chiều nếu như đói bụng còn có thể tùy thời lấy ra ăn. Ăn xong đồ ăn vặt sau trên tay của nàng đã là đầy mỡ ngấy một mảnh đang muốn đi phòng vệ sinh rửa tay nàng đột nhiên phát hiện mình trên bàn trồng tiên nhân trưởng thiếu nước, trong chậu hoa nê cũng khô hạn được nước ra rồi một dài nhỏ người, nàng lúc này mới nghĩ khởi hình như đã có hơn một tuần lễ không có cho nó tưới nước. Quý tiểu đông nghĩ dù sao muốn tới toilet đi rửa tay, không như thuận tiện đi đón điểm nhi thủy đến tưới một chút tiên nhân trưởng, thế nhưng dùng cái gì tới đón thủy đâu. Của nàng chén nước vừa vặn phao một bát lớn quả trân, đảo rụng lời liền quá lãng phí nếu như chưa cho phép liền dùng đồng sự chén nước tới đón thủy điều này hiển nhiên cũng không tốt lắm đang chần chừ lúc nàng bỗng nhiên nghĩ đi ra bên ngoài phòng tiếp khách lý có thật nhiều duy nhất ly giấy đây là vì ngẫu nhiên tới chơi khách nhân chuẩn bị nàng đi lấy một đến dùng là hoàn toàn không có vấn đề quý tiểu đông theo bình nước phía trên cầm một ly giấy sau đó đến phòng vệ sinh rửa tay đi sau đó lại trang hơn phân nửa chén nước đang nàng chuẩn bị lúc trở về đột nhiên phát giác chính mình làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn, phòng tiếp khách lý rõ ràng có bình nước, nàng dùng cái chén tiếp một điểm nước tinh khiết là có thể dùng để tưới hoa, đâu dùng được lên tới phòng vệ sinh tới đón thủy. Nghĩ tới đây nàng vỗ tráng, không khỏi âm thầm trách tự trách mình thật là ngốc được có thể. Lúc này, vừa bước ra phòng vệ sinh cửa lớn hiểu rõ quý tiểu đông không có chú ý tới dưới chân có một thang thủy, trong lòng chính ảo não nàng vừa vặn đạp ở tại mặt trên, Chút nào vô tri giác nàng vừa định bước ra bước chân tiếp tục đi xuống đi, không ngờ dưới chân vừa trượt, nàng thậm chí còn không kịp cân bằng thân thể của mình liền ngã sấp xuống, cái chén trong tay đã ở trong nháy mắt bị vứt ra ngoài. Ngay quý tiểu đông về phía sau ngã sấp xuống trong nháy mắt, nàng kinh hỉ nhìn thấy một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt của mình. Hắn là ai? Biết ta liền muốn ngã sấp xuống sao? Hắn hội đúng lúc xuất thủ đỡ lấy ta đi nếu như không kịp đỡ lấy lời vậy ta ngã trên mặt đất có thể hay không rất đau a à? trong nháy mắt thời gian thực sự rất ngắn quý tiểu đông có rất nhiều ý nghĩ cũng không kịp thành hình nàng lại ngoài ý muốn phát hiện mình cái chén trong tay vậy mà bất thiên bất ỷ đập hướng về phía nam nhân kia trong chén thủy cũng hắt hắn vẻ mặt nhìn nam nhân giật mình biểu tình quý tiểu đông hết hy vọng nhắm hai mắt lại bởi vì nàng biết này đốn đau chính mình nhất định là không tránh khỏi ừ. Quý tiểu đông lấy cực kỳ bất nhã tư thế té lăn trên đất, hai tay hai chân đô hiện ra ra mở trạng thái, hơn nữa liên cái ót đã ở trọng lực tác dụng hạ không nhẹ không nặng đụng ở trải gạch men sứ trên sàn nhà, đau quá a, à. bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Thế nào, nhận ta gặp phải ngươi, ở ta cũng không mỹ lệ thời khắc, nhị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com còn nằm trên mặt đất không kịp bò dậy nàng rất nhanh lại nghe đến một trận gấp giày cao gót đánh mặt đất thanh âm sau đó trong không khí truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ a à, chuyện gì xảy ra ngươi có khỏe không lúc này một có chút trầm thấp giọng nam trung cũng vang lên ta không sao quý tiểu đông thoáng ngẩng đầu nàng nhìn thấy dương chủ quản vẻ mặt khẩn trương xuất hiện ở nam nhân kia bên cạnh ánh mắt đã ở hắn ướt sũng trên mặt cùng cổ giữa qua lại tuần sát hình như ở kiểm soát hắn có bị thương không tựa như gây chuyện quý tiểu đông không kịp đau đớn nàng vội vã dùng cả tay chân bò dậy miệng thượng còn vội vàng nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi dương chủ quản tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ giận tái đi nàng cau mày không vui hỏi tiểu quý là ngươi a à, vừa là chuyện gì xảy ra nha không có ý tứ ta vừa bước đi không cẩn thận vấp ngã khi hắn nước trên mặt quý tiểu đông vội vã mặt đỏ giải thích ta mới vừa ở trong phòng vệ sinh nhận chén nước chuẩn bị đi tưới hoa ngã sấp xuống thời gian không cẩn thận liền tất cả đều hất vào vị tiên sinh này trên mặt thực sự là xin lỗi người nói xin lỗi với ta là không có ích lợi gì còn là cùng bản thân hắn nói xin lỗi đi tiên sinh rất xin lỗi ta không phải cố ý quý tiểu đông nói xong còn thật sâu không người chào chờ nàng một lần nữa ngẩng đầu thời gian nhìn thấy nam nhân trên mặt vẻ mặt giọt nước liên bên trái trên lông mi đô treo thật lớn một giọt hơn nữa còn là lung lay sắp đổ bộ dáng mà nhiều hơn giọt nước thì lại là theo cổ của hắn đang bay nhanh về phía hạ chảy xuôi liên hắn thượng người mặt tây trang cũng bị làm ướt quý tiểu đông đột nhiên như là tựa như nghĩ tới điều gì một bên quay đầu hướng trong phòng vệ sinh chạy đi vừa nói chuyện đạo ngươi chờ một chút ta lập tức lấy đông tây cho ngươi sát một chút nàng từ phòng vệ sinh lý xả ra thật dài một đoạn giấy vệ sinh muốn ban nam nhân lau khô nước trên mặt tích nhưng rất nhanh tay nàng lại tạm dừng ở giữa không trung trung bởi vì nàng ý thức được như vậy trực tiếp đụng chạm khát phái thân thể sợ rằng có chút không quá lễ phép thế là liền đem giấy vệ sinh đưa cho nam nhân ra hiệu chính hắn động thủ lau lau nam nhân lại không động đậy bộ dáng chỉ là mặt không thay đổi nhìn nàng quý tiểu đông nghĩ đến phạm lỗi chính là mình chắc hẳn là đối phương đang đợi nàng chủ động giúp lau khô có lẽ như vậy mới ra vẻ mình có thành ý đi. Chắc hẳn phải vậy nàng cầm lên khăn giấy chiếc khấu một chút hậu liền muốn sát hướng nam nhân trước ngực cổ áo, đứng ở bên cạnh hắn dương chủ quản một phen ngăn quý tiểu đông tay. Ngươi thực sự định dùng này cho hắn lau khô ướt rụng y phục. Đúng vậy, bằng không ướt tháp tháp hắn có thể sẽ cảm thấy không thoải mái. Dương chủ quản nghiêm nghị chỉ trích đạo. Có lầm hay không a? À, ngươi dùng loại này giấy vệ sinh cho hắn sát y phục, chờ một chút mảnh vụn đính vào trên y phục làm sao bây giờ bạch bạch một mảnh ngươi gọi hắn thế nào ra gặp người a à, xin lỗi ta thoáng cái không nghĩ đến nếu không ta lập tức trở về trong phòng làm việc lấy lau bàn khăn mặt còn lại lời quý tiểu đông đã nói không được nàng biết mình hơi kém liền tội phạm quan trọng hạ hôm nay thứ tư sai lầm ngươi quên đi bất cho chúng ta thêm phiền sẽ không sai rồi Dương chủ quản rất nhanh liền giảng ra khai vừa vẫn nhăn chân mày, tiếp theo xoay người đối nam nhân nói: "Đi, ta mang ngươi đến ta chỗ đó lau lau đi." Nam nhân trên mặt từ đầu chí cuối cũng không có thay đổi đổi quá biểu tình, hắn tiếp tục bất động thanh sắc trả lời: "Không cần, ta còn là hội trong phòng làm việc của mình thu thập một chút được rồi. Ta đi giúp ngươi." "Vậy được rồi, cảm ơn ngươi." Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Thế nào, những ta gặp phải ngươi, ở ta cũng không mỹ lệ thời khắc, tam. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quý tiểu đông mắt thấy hai người liền phải ly khai, nghĩ tới chính mình vừa phạm hạ lỗi, hơn nữa theo bọn họ đối thoại ở giữa cũng có thể nghe ra nam nhân kia cũng là đồng nghiệp của mình, vì khó lường tội bọn họ, nàng vội vã lại một lần nữa xin lỗi. Tiên sinh, thực sự rất xin lỗi. Không có việc gì. Này là nam nhân nói với Quý Tiểu Đông quá duy nhất một câu nói, mặc dù chỉ có ít đến không thể ít hơn nữa hai chữ, thế nhưng ít nhất nghe hắn hình như tịnh không có tức giận, Quý Tiểu Đông trong lòng thoáng dễ chịu một ít. Nam nhân cùng Dương chủ quản đáp thang máy sau khi rời đi, Quý Tiểu Đông lại từ từ nhặt lên trên mặt đất ly giấy về tới phòng vệ sinh. Nàng đầu tiên là đem làm dơ y phục cùng tóc nhất nhất phát sạch sẽ một lần nữa nhận một chén nước hậu đang muốn đi trở về phòng làm việc nàng cẩn thận phát hiện cửa phụ cận có hai nơi rõ ràng thủy tí trong đó một chỗ còn là chính nàng lưu lại đâu vì bất để cho người khác cũng dẫm đến hoặc ngã sấp xuống quý tiểu đông vội vàng buông cái chén ở phía sau cửa tìm ra cây lau nhà tịnh đem kia hai thang thủy đô kéo kiền sau mới yên tâm hồi trong phòng làm việc đi thấp hoa tưới quá thủy sau quý tiểu đông có chút phiền muộn ngồi xuống pp ở đụng tới ghế tựa trong nháy mắt truyền về cảm giác đau đớn làm cho nàng nghĩ khởi nguyên lai like vừa kia vừa ngã thực sự không nhẹ không biết thế nào nàng lại liên tưởng đến chính mình lần trước trảo giặc cướp lúc ngã sắp xuống bất đồng chính là lần trước có người tấp đương nàng đệm thịt mà lần này nàng là cực kỳ rõ ràng quăng xuống đất buổi chiều giờ làm việc rất nhanh đã đến các đồng nghiệp sau khi trở về quý tiểu đông chưa cùng bất luận kẻ nào nói khởi chính mình đoạn này trải qua dù sao nàng cũng không phải cái loại đó giấu bất ở tâm sự nhân một nguyên nhân khác là nàng tổng cảm thấy chuyện này hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc vừa nghĩ tới lúc ấy có dương chủ quản ở trong lòng của nàng liền trầm trọng rất nhiều nam nhân kia sẽ là ai chứ mặc dù hắn cũng là thái tử tập đoàn công nhân nhưng là mình lại chưa từng gặp quá kỳ thực quý tiểu đông trừ hành chính bộ nhân ngoài cái khác bộ môn đồng sự cũng không nhận thức mấy Nhìn hắn yên ổn bộ dáng lại không giống như là cái loại đó quyền cao chức trọng nhân, ở quý tiểu Đông xem ra, nếu như những người đó bị hắc vẻ mặt thủy, tính tình hảo điểm nhi có lẽ tại chỗ mắng nàng mấy câu thì thôi, tính tình không tốt khả năng còn có thể ghi hận trong lòng, không khác lại hướng của nàng lãnh đạo cáo trạng hoặc là bắt được tất cả khả năng cơ hội khó xử nàng, mà hắn thoạt nhìn không nên như là loại người như vậy. Nói lại nói trở về cùng dương chủ quản ở trong công ty cùng xuất hiện nhân hình như đô là cao cấp lãnh đạo ít nhất quý tiểu đông chưa từng thấy qua dương chủ quản cùng hành chính bộ bất luận cái gì một đồng sự cùng xuất hiện quá tuyệt đại đa số dưới tình huống nàng cũng là một người đến đi một mình thỉnh thoảng cũng sẽ cùng của nàng lãnh đạo ba ba cùng tiến lên tan tầm có lẽ là thân phận của nàng có thể dùng nàng không thể không cùng bình thường đồng sự duy trì khoảng cách nhất định không phải có câu gọi vật học theo loài người chia theo bầy sao Mặc dù những lời này dùng để hình dung loại hiện tượng này không nhất định hoàn toàn thỏa đáng, nhưng Quý Tiểu Đông cho rằng cũng có chút nhi phương diện kia ý tứ. Nghĩ tới đây Quý Tiểu Đông trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm bất an, nàng vẫn ở cẩn thận lắng nghe sát vách phòng làm việc động tĩnh, muốn biết Dương chủ quản có hay không hồi phòng làm việc, nếu như nàng trở lại hội bất sẽ đem mình tìm đi trách cứ một phen đâu. Toàn bộ buổi chiều trong lòng nàng đô lộn xộn, đã lo lắng vừa khẩn trương, đáng được ăn mừng chính là dương chủ quản toàn bộ buổi chiều đô chưa có trở về quá, quý tiểu đông ở trung tan tầm thanh vang lên thời gian có tránh thoát một kiếp cảm giác. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 Thế nào, nhận ta gặp phải ngươi, ở ta cũng không mỹ lệ thời khắc, tứ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Khéo là hôm nay mà lại đến phiên quý tiểu đông trực nhật, nàng phải phụ trách đẳng tất cả đồng sự đô đi rồi sau bả môn xong khóa kỹ mới có thể ly khai. Mặc dù trong lòng nàng đầu có chút cấp, lo lắng dương chủ quản sẽ ở cuối cùng này thời khắc hồi phòng làm việc lấy đông tây hoặc là gì gì đó, nhưng nàng lại không có ý tứ mở miệng dục các đồng nghiệp nhanh lên một chút thu thập xong vội vàng ly khai, dù sao chính nàng trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ kéo thượng mấy phút mới đi. Đồng sự tiểu nguyễn sự tình hôm nay nhiều hơn, nàng là cuối cùng ly khai cái kia, quý tiểu đông kiên nhẫn chờ nàng hết bận sau lại cùng nàng cùng nhau xuất môn đồng thời một bên khóa cửa vừa hướng nàng nói phiền phức ngươi tới trước cửa thang máy giúp ấn một chút thang máy ta lập tức sẽ tới yes m a g a m tiểu nguyễn đẹp để lời mới vừa dứt đột nhiên lại nghe đến nàng hô nhỏ khởi đến mau thang máy tới quý tiểu đông không nghĩ đến thang máy vừa vặn tới trong lòng nàng căng thẳng trương chìa khóa lại thế nào cũng bác bất ra nàng tả hữu xoay động một cái chìa khóa nhưng vẫn là không có thành công tiểu nguyễn chạy tới cửa thang máy thời gian vừa lúc đuổi vào thang máy nhìn thấy bên trong có không ít nhân nàng có chút sốt ruột hô tiểu quý ngươi nhanh lên một chút đáng thương quý tiểu đông còn đang cùng chìa khóa cùng môn dây dưa nửa phút sau khi đi qua tay nàng cũng bắt đầu phát rung chìa khóa nhưng vẫn là chặt chẽ cắm ở ổ khóa lý bác bất ra lúc này trong thang máy có người không kịp đợi hắn đối vẫn ở ấn cái nút không buông tiểu nguyễn nói. Không có ý tứ, ta đang vội, nếu không làm cho nàng tiếp theo tranh lại đi đi. Tiểu nguyễn cũng không có ý tứ làm lỡ người khác thời gian, nàng đành phải một bên buông tay ra một bên thông tri quý tiểu đông. Ta đi trước, ngươi đẳng tiếp theo tranh đi. Hảo. Quý tiểu đông bất đắc dĩ đáp một tiếng, sau đó lắc lắc có chút lên men tay, nàng nghĩ đến dù sao hiện tại cũng không thái có thể sẽ nhìn thấy dương chủ quản, Trễ đi một ít cũng không có cái gì quan hệ, trầm tỉnh lại nàng một lần nữa lại khóa một lần cửa lớn, lần này nàng rất thuận lợi mà đem chìa khóa bác ra. Tiếp theo tranh thang máy cũng rất nhanh đã tới rồi, quý tiểu đông đi tới dưới lầu hậu đã nhìn không thấy tiểu Nguyễn, chắc hẳn nàng là đi về trước. Quý tiểu đông cũng không ngại, dù sao nàng cùng tiểu Nguyễn tịnh không cùng đường, các nàng có khả năng cùng đi chỉ là theo dưới lầu đến công ty cửa này ngắn 3-400m cách mà thôi nếu để cho đối phương đẳng lâu lắm, sợ rằng chính mình còn có thể ấy nấy đâu. Còn có chút nhi chột dạ quý tiểu đông nghĩ muốn mau ly khai công ty, nàng mại khai đôi chân bước nhanh đi hướng cửa lớn. Mau tới cửa thời gian nàng nghe thấy sau lưng vang lên ô tô chuyển động thanh âm, mặc dù thanh âm rất nhỏ rất nhỏ nhưng nàng còn là chú ý tới, ở tài xế còn chưa có minh kèn đồng nhắc nhở chính mình nhường đường trước quý tiểu đông chủ động về phía bên cạnh thiểm đi, một chiếc màu đen buông trì xa theo phía sau nàng chậm rãi khai qua đây. Quý tiểu đông quay đầu nhìn một chút tài xế, bởi vì nàng gặp qua rất nhiều người đều là ở người khác chặn đường thời gian không khách khí minh kèn đồng nhắc nhở, có chút nhân thậm chí thật xa liền ra hiệu người khác cho mình nhường đường, mà vị này tài xế tự hồ cũng không đang vội, cũng có lẽ là hắn tố chất hảo, sẽ không tùy tiện chế tạo làm cho người ta giật mình tạp âm. Tài xế cũng tại lúc này hậu quay đầu nhìn nàng một cái, Quý tiểu đông kinh ngạc phát hiện hắn liền là buổi trưa hôm nay bị chính mình hắc thủy nam nhân. Bị dọa đến nàng trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, liền như vậy thẳng lăng lăng dừng bước lại nhìn nam nhân lái xe chậm rãi ly khai tầm mắt của mình. Thật vất vả lấy lại tinh thần sau, bên người đã có nhiều hơn thái tử tập đoàn công nhân khi đi ngang qua, mà kia cổ bôn trì xa cũng đã sớm lái đi. Không biết thế nào, quý tiểu đông vậy mà nhớ kỹ bản số xe. AB 1234 bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video